Trung quanh thân thể, tia sáng đột nhiên nhỏ nhẹ uốn éo xuống. Duy La tinh thần lực cũng là tương đương mạnh, lập tức ý thức được hắn đang làm cái gì. Kinh ngạc lại nói, ngươi là dùng tinh thần lực thuộc tính hồn kỹ vặn vẹo ánh sáng hay sao? Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, không phải, ta có hồn kỹ tên là mô phỏng, có thể mô phỏng ra hoàn cảnh xung quanh, đạt tới cùng loại với ẩn thân hiệu quả. Duy La lập tức bừng tỉnh ngộ rồi nói, khó trách ngươi điều tra năng lực mạnh như vậy, nguyên lai là như vậy, mô phỏng hồn kỹ trả giấu mình, bằng cường đại tinh thần lực tiến hành dò xét, thậm chí còn có thể dùng thuộc tính băng hồn lực đến cải biến nhiệt độ cơ thể lẩn tránh nhiệt độ dò xét hồn đạo khí. Ta hiểu được rồi. Vũ Hạo không lên tiếng, nhưng trong lòng âm thầm tán thưởng vị công chúa điện hạ này thông minh. Duy Na cũng chỉ là hưng phấn trong một giây lát này, cũng có chút chán nản rồi, bởi vì nàng biết rõ, coi như mình minh bạch Vũ Hạo là làm sao làm cũng vô dụng, bởi vì chính mình căn bản là phục chế không được. Vũ hồn của nàng chính là đại não, không phải là con mắt, thể lực phương diện so với Vũ Hạo chênh lệch khá lớn rồi. Hơn nữa hắn đại lão tinh thần hệ vũ hồn ngoại trừ khống chế bên ngoài ra, càng nhiều nữa hiện ra ở phe tấn công hai mặt. Ví dụ như là lúc trước, nàng đã từng thi triển qua lữ yêu chi gào thét, cho đường môn đại biểu ra bộ dạng mang đến phiền toái không nhỏ. Vũ Hạo con mắt linh hoạt vũ hồn, kỳ thân còn có không bằng Duy Na đại não cường đại, nhưng hắn là thân được thiên độc nhu nhược ưu thế. Hắn khi mà có được thiên mộng băng tầm đệ nhất hồn hoàn, đã xác định rằng rõ ràng rồi, hắn tinh thần hệ vũ hồn phương diện không ai bằng đích thiên phú. Đằng sau đạt được hồn hoàn, tuyệt đại đa số đều là phụ trợ tính đấy, nhưng cũng là bởi vì hắn cơ hồ buông tha cho công kích mới khiến cho con mắt linh hoạt trở nên càng mạnh mẽ hơn, đang khống chế phương diện có đường thiên độc nhục ưu thế. Mà đối với thông thường hồn sư mà nói, cho dù là như Duy Na song sinh võ hồn như vậy cũng không thể cho mình kèm theo hồn hoàn buông tha cho công kích. Rất nhanh, bọn họ đã dần dần tiếp cận đến bầu trời nhật nguyệt đế quốc trại lính. Hai mắt của Vũ Hạo lúc này mỉm cười, hướng phía dưới nhìn lại. Hắn không có sử dụng tinh thần của mình dò xét, mà là thuần túy dùng con mắt linh hoạt nhìn lại, không hy vọng rằng lần này dò xét hậu trong đánh rắn động cỏ. Theo kinh nghiệm chiến đấu càng phát xạ phong phú, hắn hiện tại càng thêm cẩn thận. Nhìn chăm chú vào trại lính của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đồng thời thì tinh thần của hắn cộng hưởng cũng theo đó mà mở ra. Duy Na chỉ là cảm giác được trước mặt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó phía dưới tối như mực, một mảnh bầu trời đêm trở lên rõ sáng, cảnh tượng trong mắt này nhanh chóng phóng đại lại. Cảm giác xung động làm cho thân thể của nàng hơi chấn động một chút. Đây quả thực là thần kỹ năng lực đó. Ít nhất thì trinh sát là như thế này sao? Nếu như chúng ta quốc gia cũng có thiên phú hồn sư như vậy, như thế nào lại bại thảm như vậy? Thiên hồn đế quốc lấy quốc gia bị diệt 2/3 thê thảm đau đớn. Một cái gia lớn đầy đủ nhận thức được thời đại mới hồn đạo khí sau khi xuất hiện, tầm quan trọng của chiến tranh trinh sát. Thực tế chiến lược này, thiên hồn đế quốc vô luận như thế nào cũng không trở thành Nhật Nguyệt đế quốc dễ như trở bàn tay. Thế như trẻ trẻ như vậy ở trong khoảng thời gian ngắn xâm chiếm đại lượng thổ quốc, ngoại trừ hồn đạo khí ưu thế bên ngoài giam hay là trinh sát tuyệt đối chênh lệch, từ đầu đến cuối đều là thiên hồn đế quốc một mực bị động bị đánh, thậm chí không biết rằng địch nhân xuất hiện ta từ lúc nào, thực lực có bao nhiêu, cho nên mới phải là thất bại thảm hại như vậy. Trong nội tâm của Duy Na cả khái, Vũ Hạo đã bắt đầu cảm thận được cẩn thận quan sát Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí trại lính. Hắn và Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, nhất là có hồn đạo sư quân đoán tồn tại quân đội đã đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Bởi vậy, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội bố trí tình huống, theo xoanh trướng phương diện cũng có thể nhìn ra một chút. Rất nhanh thì sắc mặt của Vũ Hạo trở lên khó coi, thậm chí còn nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu để cho hắn hình dung được Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh, như vậy hắn nguyện ý sủng vững như sơn thái, vững như bàn thạch để hình dung. Toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh xếp thành một hàng dài, nhưng xếp thành một hàng dài này lại không phải là hoàn toàn ngang ngạch cả. Ngược lại là căn cứ địa hình thoáng quay quanh, địa hình đầy đủ lợi dụng chung quanh, hơn nữa an bài cực kỳ nghiêm cấm. Trọng yếu hơn chính là Vũ Hạo tại Nhật Nguyệt Đế Quốc ở trong quân doanh này thấy được 5 hồn đạo khí trận địa. Mỗi một cái trận địa quy mô ít nhất đều cần một hồn đạo sư quân đoàn mới có thể xây dựng đi ra. Nói một cách khác, Nhật Nguyên Đế Quốc tại đây chính diện trên chiến trường, tổng cộng bố trí 5 hồn đạo sư quân đoàn, không nói trương hộ quốc tri thủ có mấy cái ở chỗ này, riêng là 5 hồn đạo khí trận địa là có thể cam đoan bọn hắn cố thủ cũng không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, một khi rời xướng toàn diện chiến công, lực phá hoại là to lớn. Nhật Nguyệt Đế Quốc sở dĩ hiện không làm như vậy, rất có thể chính là bởi vì lúc trước ở trong chiến tranh tiêu hao quá lớn.
Vũ Hạo thấy rằng thông qua tinh thần cộng hưởng, Duy Na công chúa tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng đối với Nhật Nguyệt đế quốc quân đội tình huống trước mắt vẫn là có chỗ hiểu rõ. Thông qua quan sát lần này, rất nhiều trước kia nhìn không rõ sở rõ ràng hơn rồi. Vũ Hạo than nhẹ một tiếng rồi nói, năm hồn đạo khí trận địa, coi như là cực hạn đấu la cũng rất khó xông vào. Công chúa điện hạ, Nhật Nguyệt đế quốc hộ quốc chi thủ hiện tại có mấy cái ở chỗ này? Duy La nói, hai cái, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng với Khủng Trả hồn đạo sư đoàn. Trong lòng của Vũ Hạo lần nữa trầm xuống, Nhật Nguyên đế quốc hộ quốc chi thủ ngũ đại hồn đạo sư đoàn ở bên trong, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Còn lại bốn người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn ở bên trong, kỳ thân thực lực cũng là có điều khác biệt. Trong đó mạnh nhất chính là Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, tiếp theo chính mới là Khủng Trả hồn đạo sư đoàn cùng với Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn. Yếu nhất chính là Tà Quân hồn đạo sư. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cùng với Trả hồn đạo sư đoàn, hai hồn đạo sư đoàn này đều là tồn tại tại nơi đây, cũng tương đương với bốn người thú vương cấp hồn đạo sư đoàn vượt qua một nửa sức mạnh. Khó trách tình hình chiến đấu này của Thiên Hồn Đế quốc gian nan như vậy. Tốt rồi, từ trên cao thì sao có thể chứng kiến những thứ này, chúng ta phải đi về thôi, Vũ Hạo nói với Duy Na. Kỳ thân nếu như chỉ là chính bản thân hắn, hắn còn có thể triển khai một loạt trinh sát, thậm chí sẽ hạ tốc độ cao hoặc là mạo hiểm dùng tinh thần dò xét. Nhưng mang theo Duy Na công chúa hắn lại không thể làm như vậy, hắn nhất định phải cam đoan rằng an toàn của Duy Na công chúa. Đúng vào lúc này, Vũ Hạo trong lòng báo động, loại báo động không khỏi phải là tới từ tinh thần dò xét hoặc là hồn lực chấn động, mà là tới từ ở tam nhẫn kim nghề đầu lâu, thì ra là vận mệnh chi lực của hắn có đột nhiên để tính. Không đúng rồi, theo bản năng hướng phía dưới nhìn lại, Vũ Hạo lập tức phát hiện ra, ở đằng kia năm cái hồn đạo sư trận địa ở bên trong, còn có một hồn đạo sư trận địa ẩn ẩn phát ra ánh sáng màu đỏ. Không ổn rồi, Vũ Hạo trầm giọng quát, ngay sau đó hắn đột nhiên cải thám thành song tay nắm chặt lấy sau lưng của Duy Na công chúa với anh hồn đạo khí. Thân thể ở trên không trung bỗng nhiên xoay quanh một vòng, toàn lực đem Duy Na công chúa ném bay ra bên ngoài. Chờ Duy Na kịp phản ứng, thân thể của nàng đã giống như đạn pháo thông thường bay ra bên ngoài, mà Vũ Hạo thì là đã là nhanh chóng hướng không trung bay lên. Ném Duy Na ra bên ngoài, hắn đã đảo thoát xa lãng phí thời gian, lại muốn chạy trốn ra định nhân phạm vi công kích đã rất khó. Chỉ có thể tận khả năng lên không, càng là không trung, hồn lực suy giảm cũng là càng lợi hại. Hơn nữa Vũ Hạo còn dùng di chuyển tức thời để cho mình lăng không nhổ lên cao. Hắn làm xong những điều này, tiếp theo một cái chớp mắt này, một đạo hồng quang đã là kinh thiên lên, lập tức xẹt qua vượt qua 4.000m không trung, đem thân thể của Vũ Hạo bao trùm trong đó. Đạo hồng quang đường kính vượt qua 100m, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lập tức bộc phát ra khí thế lừng lẫy, làm cả bầu trời phảng phất đều bị đâm rách. Duy Na mắt thấy kinh thiên ánh sáng màu đỏ này trước người của mình cách đó không xa xẹt qua, sau đó thân thể của Vũ Hạo liền bị cắn nuốt trong đó, lập tức miệng há to, cả người hoàn toàn ngốc trệ. 4.000m không trung, không có Vũ Hạo trợ giúp, nàng hiện tại là miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình không đến mức là rơi xuống. Nàng chưa kịp phản ứng, song nói của Vũ Hạo lại đột nhiên vang lên trong óc của nàng. Ngươi đang làm cái gì vậy, còn không mau chạy đi. Ngay sau đó, một đạo hắc ánh sáng bỗng nhiên hiện lên, một phát bắn này được hắn ra, một vòng hồn ký lần nữa khởi động, đồng thời mang theo nàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. May mắn, ánh sáng màu đỏ giống như chỉ là có một kích chi lực này, không xuất hiện ra nữa rồi, hào quang dần dần ảm đạm xuống, lặng yên biến mất. Vũ Hạo, ngươi không sao chứ? Duy Na công chúa lúc này mới phản ứng lại, nàng mặc dù không biết rằng vừa rồi ánh sáng màu đỏ kia là cái gì, nhưng tối thiểu cũng minh bạch, cũng không phải là pháo hoa chứ, có thể kéo dài vượt qua khoảng cách 4.000m trở lên, vậy uy lực công kích cường đại dường nào mới có thể làm đến thế? Nếu như không phải Vũ Hạo, chỉ sợ mình đã chết ở một kích kia rồi. Duy Na cũng không nhìn thấy chính là trên người của Vũ Hạo lúc này đen kịt lân phiến đang từ từ rút đi, mà là y phục trên người của hắn sớm đã bỏ đi mà không một dấu vết. Chứng thưng trải qua một cái kia, Vũ Hạo mới hiểu được thêm một cái kia khủng bố cỡ nào. Hơn nữa, Vũ Hạo còn biết rõ lai lịch của một cái kia, liên động công kích hồn đạo khí sẽ không có sai. Lúc này trong nội tâm của Vũ Hạo tràn đầy rung động, ánh sáng màu đỏ năng lượng sốt cao, lập tức bạo khởi nhiệt độ cao. Thậm chí ngay cả hắn kịp thời phóng thích ra băng hoàng hộ thể đều tan chảy. Vũ Hạo khi đó còn phóng xuất ra một cái cấp 6 vô địch vòng bảo hộ. Tương tự tiếp theo trước mắt này cũng là khí hóa, cuối cùng vẫn kích phát này thần thú nghịch lân, lúc này mới đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo vệ. Nhưng quần áo lại không hạch ác mà trở như vậy. Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như không phải là có thú lực lực lượng của thần, mình chết là không chết được, nhưng nhất định sẽ bị thương nặng.
Phải biết rằng đây chính là hoàn khóa hơn 4.000 mét sau một kích này. Nếu như khoảng cách thêm gần một chút nữa, uy lực phải tăng lên thực sự là kinh khủng. May mắn công kích giống nhau cũng không có đến lần nữa, mà Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh giống như cũng lộ ra rất bình tĩnh. Vũ Hạo mang theo Suy Na công chúa bay thẳng đến Thiên Linh Thành bên kia mới chậm rãi rơi xuống. Đợi Suy Na công chúa có thể khôi phục khống chế phi hành, Vũ Hạo đã nhanh chóng lấy sang một bộ y phục trên người của mình. Thật là nguy hiểm, Vũ Hạo lúc này bây giờ còn có chút choáng váng. Hai người bình an sau khi hạ xuống, Vũ Hạo mới nhìn đến sắc mặt của Suy Na công chúa hoàn toàn trắng bệch, sắc mặt của mình kỳ thật cũng đẹp đến mức là không đi lời nào. Vũ Hạo, vừa rồi một kích kia là cái gì vậy? Nhật Nguyên Đế quốc là thế nào phát hiện ra chúng ta? Hơn nữa, tập trung vị trí của chúng ta. Cho dù lúc này chưa tỉnh hồn, nhưng mà Suy Na vẫn là nhịn không được sự hỏi. Hiểu rõ Nhật Nguyên Đế quốc bố trí, đối với Thiên Hồn Đế quốc bên này thật sự là quá trọng yếu. Vũ Hạo trầm giọng rồi nói, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi một kích kia là tớ tưởng liên động công kích hồn đạo khí, thì ra là Nhật Nguyệt Đế quốc tại đó năm hồn đạo sư đoán một trong hồn đạo khí trận địa tập trung chúng ta. Sau đó hồn đạo khí trận địa phát ra công kích liên động. Mặc dù khoảng cách hơn 4.000 mét trải qua suy giảm, nhưng lực công kích tương đương cường hãn. Về phần bọn hắn là thế nào tập trung chúng ta cũng không thể khẳng định rằng, nhưng tất nhiên là thông qua dò xét hồn đạo khí mới làm được. Xem ra Nhật Nguyệt Đế quốc địa đối với không dò xét hồn đạo khí này phương diện lại có thành quả nghiên cứu mới, có thể trực tiếp dò xét đến cách xa mặt đất vượt qua 4.000 thước không trung. Nghe hắn vừa nói như vậy, Suy Na công chúa không khỏi hòa sùng thất sắc. Vốn Thiên Hồn Đế quốc cùng với Nhật Nguyệt Đế quốc ở giữa hồn đạo khí công nghiệp chênh lệch cũng đã rất lớn rồi. Nếu như tiến thêm một bước kéo xa, chẳng phải là thật sự muốn tiêu diệt cả nước hay sao?